Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo tiếng Anh, Công ty tư vấn du học Sunrise Việt Nam đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tư vấn du học, giới thiệu các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Singapore đến các gia đình và nhiều em học sinh ở các bậc học. Vừa qua, Công ty du học Sunrise Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và tri ân những đơn vị đối tác cũng như các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Được thành lập năm 2002, Công ty Sunrise Việt Nam là đại diện được ủy quyền tuyển sinh cho trên 250 tổ chức giáo dục quốc tế, trường trung học và đại học danh tiếng tại Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, Pháp, Đức, Nga, Hà Lan, Singapore. Với hàng trăm du học sinh mỗi năm đăng ký học ngoại ngữ, học hè, phổ thông, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo, đã có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, các gia đình được Sunrise Việt Nam tư vấn và làm các thủ tục du học thành công. Sau 10 năm phát triển, Sunrise Việt Nam hiện giờ đã phát triển thành 3 văn phòng tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, và một công ty thành viên chuyên về đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng và đào tạo doanh nghiệp. Cạnh tranh thì tôi nghĩ rằng trong ngành nào cũng cạnh tranh, không chỉ mỗi tư vấn du học, tất cả các ngành nào của trong kinh doanh nó tương trường thì ngành nào cũng cạnh tranh. Thế nhưng nếu mình mà khẳng định được một cái dịch vụ tốt, chuyên nghiệp và các bạn tư vấn tận tâm, vì đây là một cái ngành nghề rất đặc biệt, nó liên quan đến giáo dục, liên quan đến con người, thì cái khẳng định được cái hình ảnh cũng như chất lượng dịch vụ của mình trong những khách hàng là điều rất quan trọng. Đây là hình ảnh buổi hội thảo giới thiệu về nền giáo dục Malaysia được Công ty tư vấn du học Sunrise Việt Nam tổ chức năm 2011. Lựa chọn giới thiệu nền giáo dục Malaysia. Vì tại Malaysia có hơn 20 viện giáo dục đại học công lập, 24 trường bách khoa, 34 trường cao đẳng cộng đồng, 36 trường đại học tư, 4 chi nhánh các trường đại học danh tiếng, hơn 500 trường cao đẳng tư cũng như các phân viện giáo dục cấp cao khác. Có 38 trường quốc tế từ Mỹ, Anh, Úc. 12 trường nước ngoài có chi nhánh đặt tại đây là cơ hội để các học sinh Việt Nam lựa chọn được những trường có trình độ đào tạo tiên tiến và mức học phí có thể chấp nhận được. Điểm mạnh của du học Malaysia là một môi trường học tập bằng tiếng Anh, nhận bằng của Anh, Mỹ, Úc với cơ sở vật chất đào tạo hiện đại, trường có quy mô lớn, đa ngành nghề như y dược, kinh doanh, tài chính, kỹ thuật hóa dầu, với chi phí thấp chỉ bằng 1/3 so với học tập tại Anh, Mỹ hay Singapore. Malaysia luôn tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đến học với chính sách visa dễ dàng, không cần chứng minh tài chính, phụ huynh có thể sang thăm sinh viên bất cứ lúc nào. Malaysia có nhiều chương trình học bổng từ 50 đến 100% học phí, cùng cơ hội làm thêm, thực tập trong quá trình học, chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho du học sinh hòa nhập và học tập. Tiếp nối thành công của những kỳ hội thảo triển lãm trước đó, Công ty Sunrise Việt Nam tiếp tục tổ chức triển lãm thế giới du học Sunrise diễn ra tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 16 tổ chức giáo dục lớn trên thế giới, Hội đồng Anh Việt Nam và các tổ chức giáo dục lớn tại Việt Nam. Thông qua các buổi triển lãm này, các tổ chức giáo dục, các trường đại học, cao đẳng đã giới thiệu những chương trình học tiên tiến nhất của mình cùng với những chương trình học bổng ưu đãi để các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn. Chúng tôi thường xuyên tham gia các chương trình hội thảo triển lãm do Sunrise Việt Nam tổ chức và nhận thấy hiệu quả sau mỗi lần tham gia là rõ rệt. Số lượng học sinh, sinh viên đăng ký tham gia vào các khóa học đã tăng lên. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các tổ chức giáo dục có cách tổ chức đơn giản mà hiệu quả như Sunrise Việt Nam. Với phương pháp đào tạo chất lượng và mức học bổng ưu đãi cho những sinh viên theo học, mỗi năm trường chúng tôi tuyển sinh với số lượng lớn. Thông qua các buổi hội thảo triển lãm với những đối tác Việt Nam, chúng tôi đã chào đón được nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam đến với các chương trình học của chúng tôi. Trong mùa tuyển sinh tới, chúng tôi cũng sẽ tham gia. Các buổi hội thảo triển lãm mà Sunrise Việt Nam tổ chức luôn thu hút rất đông các bậc phụ huynh và học sinh đến tham quan và tìm hiểu thông tin để có thể lựa chọn cho con em mình một môi trường giáo dục lý tưởng. Tôi thì đã từng có hai con em gửi gắm và học ở Malaysia, thì tôi cũng thấy là rất là yên tâm về cái cơ hội học tập, thăng tiến trên con đường học hành của con em mình. Thứ nhất là khi mà con sang đại học đó du học ấy, thì qua một cái thời gian ngắn thôi thì tôi thấy là em nó trưởng thành lên rất nhiều, nó được sống tự lập và nhất là về cái tiếng Anh được giao tiếp thì thấy tiến bộ rất là nhanh. Mà tôi thấy ở các nước bạn thì cũng về an ninh các thứ cũng rất là tốt. Bởi vì tôi cũng đã sang đấy để thăm con em mình rồi và cũng biết được là như thế rồi. Gia đình chúng tôi có con, có nguyện vọng là cho cháu đi du học nước ngoài. Cho nên cũng tìm hiểu nhiều nơi và qua mạng Internet ấy, thì như vậy chúng tôi biết có trung tâm Sunrise là tư vấn đưa học sinh đi du học nước ngoài. Và gia đình chúng tôi đã trực tiếp đến công ty Sunrise để làm việc. Qua tiếp xúc ban đầu, chúng tôi cảm nhận thấy trung tâm rất là niềm nở, ân cần, chu đáo và nhiệt tình và rất chuyên nghiệp. Thế cho nên là chúng tôi đã nhờ công ty Sunrise giúp đỡ để làm thủ tục cho cháu đi du học. Và kết quả trong quá trình làm việc ấy, thì như vậy công ty đã tạo điều kiện cho con chúng tôi tới được Anh Quốc để theo học ở hệ A-Level 2 năm. 10 năm có mặt trong hệ thống các đơn vị tư vấn giáo dục và đào tạo, cán bộ nhân viên công ty tư vấn du học Sunrise vẫn còn những công việc dự định phía trước cần phải thực hiện tốt như hỗ trợ tư vấn, tổ chức các buổi hội thảo triển lãm, giới thiệu các nền giáo dục. Các phương pháp đào tạo tốt để các bậc phụ huynh và các em học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn cho con đường du học của con em mình. Sunrise thì luôn luôn cố gắng là khẳng định cái dịch vụ của mình là chuyên nghiệp nhất, đầu về thị trường, và cái tương lai mở rộng thì chúng tôi cũng mong muốn là có cái network lớn, lực lượng khách hàng đông trên khắp cả nước, vì là các con có thể tìm đến cái tư vấn của chúng tôi để chúng tôi hãy đưa các con đi học được ở những cái trường tốt nhất ở nước ngoài, cũng như là sau này để trở về có thể phát triển, xây dựng doanh nghiệp của gia đình hay là xây dựng đất nước. Hy vọng với những kế hoạch đề ra, các buổi hội thảo, triển lãm, tư vấn mà công ty tư vấn du học Sunrise Việt Nam tổ chức sẽ được đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh tìm đến. Chương trình tư vấn giáo dục của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.